đội tuyển Việt Nam, vì sao ông Kim Sang-sik chưa thể thay máu lực lượng? Giới chuyên môn dự đoán, ở đợt tập trung sắp tới, nhiều gương mặt quen thuộc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Nga và Thái Lan. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 30 tháng 8, ngay thời điểm này. Nhiều cái tên đã gần như chắc chắn nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nếu không có gì thay đổi, hàng loạt cựu binh sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Thực tế, dù ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ hồi tháng 5 năm 2024, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik mới chỉ có 2 trận đấu cùng những chiến binh sao vàng. Cụ thể, ở đợt tập trung hồi tháng 6 chuẩn bị cho 2 trận gặp Philippines và Iraq, chiến lược gia người Hàn Quốc mới chân ướt. Trận giao tới Việt Nam nên ông chọn phương án an toàn, gọi những gương mặt quen thuộc ở triều đại ông Park Hang-seo kết hợp với một số nhân tố trẻ triển vọng thời ông Cha Seo. Chiến thắng giàu cảm xúc trước Philippines trên sân Mỹ Đình và trận thua xem được trong chuyến làm khách tại Iraq là màn ra mắt ổn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam ít nhiều lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng ông và các học trò phải làm việc nhiều hơn nữa, đạt thành tích tốt hơn. Trước mắt là mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2024. Nhưng trước khi nghĩ tới cuộc chinh phục giải đấu khu vực, đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu rất đáng chờ đợi trong tháng 9. Gặp Nga ngày 5 tháng 9 và Thái Lan ngày 10 tháng 9. Sau 2 trận ra mắt và có hơn 4 tháng làm việc tại Việt Nam, nhiều người cho rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thay máu lực lượng ở đội tuyển. Nhưng khả năng này không dễ xảy ra. Nói cách khác, huấn luyện viên Kim Sang-sik khó có thể gọi nhiều nhân tố mới do V-League vẫn chưa diễn ra. Nhanh nhất phải tới đợt tập trung vào giữa tháng 10, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới có thể bổ sung một số tân binh. Khi giải vô địch quốc gia Việt Nam đã lăn bóng được khoảng 1 tháng, dù cuộc chuyển giao lực lượng ở đội tuyển Việt Nam cần thêm nhiều thời gian, nhưng với những cầu thủ đang có trong tay, cuộc cạnh tranh ở đội tuyển vẫn được dự báo rất khốc liệt. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip vẫn là hai cái tên nổi bật so với phần còn lại. Hồi tháng 6 năm 2024, ông Kim Sang-sik sử dụng mỗi người trong một trận đấu và nhiều khả năng lần này cũng vậy. Ở hàng hậu vệ, dù Văn Hậu để ngỏ khả năng trở lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có quá nhiều sự lựa chọn. Ngoài những cầu thủ có mặt trong đợt tập trung trước là Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Tấn Tài, Tuấn Tài, Văn Thành, Xuân Mạnh, đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Đình Trọng. Ngoài ra, nếu Jason Pendon, Quang Vinh Kịp có quốc tịch Việt Nam trước ASEAN Cup 2024, ông Kim còn đau đầu hơn với nhân sự ở hàng phòng ngự. Trên hàng công, những cựu binh như Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Đức gần như chắc chắn được triệu tập. Văn Quyết và Công Phượng luôn sẵn sàng, còn có nhiều cầu thủ trẻ như Văn Khang, Văn Trường, Thái Sơn, Vĩ Hào, Đình Bắc. Nhìn chung, huấn luyện viên Kim Sang-sik không phải lo lắng với vấn đề nhân sự ở đội tuyển Việt Nam khi hầu hết các cầu thủ nói trên đều đang ở độ tuổi 9 của sự nghiệp. Một số rất triển vọng, vấn đề là chiến lược gia người Hàn Quốc là sử dụng từng cầu thủ ở mỗi vị trí, cách chơi như thế nào cho phù hợp, phát huy tối đa sở trường, thế mạnh của mỗi cá nhân, từ đó xây dựng một lối chơi tập thể có bản sắc và hiệu quả. Ngoài ra, cũng như ông Park Hang-seo, huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng một đội tuyển có tính gắn kết, tinh thần tập thể, đề cao sự chắc chắn của hàng phòng ngự, từng bước trẻ hóa lực lượng chứ không vội vã như ông Cha Seo. Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik chẳng dễ giành vị trí số 1 ở sân chơi khu vực. Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp hàng đầu, trong khi Indonesia thậm chí còn mạnh hơn như đã thấy nhiều chính sách nhập tịch cầu thủ. Trước khi nhắm tới ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam phải chơi ổn, mang tới những tín hiệu tích cực trong hai trận giao hữu rất được chờ đợi sắp tới. Mỗi trận đấu là một cơ hội không chỉ để huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá, giả soát, định hình nhân sự cũng như lối chơi cho đội tuyển Việt Nam, mà còn dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau những nỗi thất vọng dưới triều đại ông Cha Seo. U16 Việt Nam thắng sốc U16 Nhật Bản. Sau trận đấu với Nhật Bản, đông đảo các cổ động viên Đông Nam Á đã để lại những bình luận đáng chú ý về chiến thắng của U16 Việt Nam. Tối ngày 20 tháng 8, đội tuyển U16 Việt Nam bước vào trận so tài với U16 Nhật Bản ở lượt trận cuối tại giải giao hữu U16 quốc tế Peace Cup 2024 do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Dù bị đánh giá lép vế hơn so với đối thủ, nhưng U16 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại U16 Nhật Bản với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Nguyễn Văn Bách, đây cũng chính là cầu thủ ghi bàn cho đoàn quân áo đỏ trong chiến thắng 3-0 trước U16 Uzbekistan ở lượt đấu trước đó. Với 6 điểm có được sau 3 lượt trận thắng Nhật Bản và Uzbekistan xong để thua Trung Quốc, U16 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U16 quốc tế Peace Cup 2024 do bằng điểm nhưng kém chỉ số phụ so với đội vô địch U10. Sau Trung Quốc thắng 2-1 Uzbekistan. Trong khi đó, U16 Nhật Bản, Uzbekistan lần lượt đứng thứ 3 và 4. Sau trận đấu với Nhật Bản, đông đảo các cổ động viên Đông Nam Á đã để lại những bình luận đáng chú ý về chiến thắng của U16 Việt Nam trên fanpage ASEAN Football. Chúc mừng Việt Nam!
từ Indonesia, Gilang Siu, làm tốt lắm Việt Nam, Friska Khalifa, quá tuyệt vời Việt Nam ơi. Xin chúc mừng Eko Akusi hay U16 Việt Nam là số 1 Đông Nam Á, được gửi từ Thái Lan Chanaji, các phán của bóng đá châu Á nhận xét. Cổ động viên Patriots Chandra Bagasasi chia sẻ, xin chúc mừng những chiến binh trẻ sao vàng. Hy vọng trong một trận đấu khác có thể gặp lại đội trẻ Garuda Indonesia, phóng viên. Một số cổ động viên cho rằng Nhật Bản thua là bởi họ đã không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Cổ động viên Jerry Taufik nhận định, đội hình E của U16 Nhật Bản, còn cổ động viên Danny ở Harrison viết, đây là đội C của U16 Nhật Bản. Một người hâm mộ khác đưa ra quan điểm, Nhật Bản đã không chơi hết sức mình vì đó chỉ là một trận giao hữu, nếu không thì mọi chuyện đã khác. Hôm nay, ngày 21 tháng 8, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ trở về nước và dự kiến hội quân trở lại vào giữa tháng 9. Để tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. U Việt Nam bất ngờ thắng Ấn Tượng U Nhật Bản ở lượt trận cuối giải giao hữu U Quốc tế Peace Cup Golf diễn ra ở Trung Quốc. U Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại U Nhật Bản. Sau khi bất ngờ thắng Uzbekistan ở lượt trận thứ Y giải giao hữu U Quốc tế Peace Cup Golf, U Việt Nam rất tự tin bước vào trận cuối gặp U Nhật Bản, đội bóng được đánh giá cao nhất tại giải. Ở hai trận trước đó, U Nhật Bản hòa Uzbekistan và thắng Trung Quốc. Nhập cuộc với sự quyết tâm cao, U Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút S. Văn Bách để bóng ở cự ly gần sau đường căng ngang của đồng đội, khiến thủ môn U Nhật Bản bó tay. Dù gặp đối thủ mạnh nhưng U Việt Nam có thế trận tốt. Phút S, Xuân Tín phá bóng trên vạch vôi giúp U Việt Nam tránh khỏi một bàn thua. Nhưng phút cuối hiệp Y, U Nhật Bản dồn ép U Việt Nam nghẹt thở. Dù vậy, các học trò của Hivi Cristiano Ronaldo chưa lan xả, bảo vệ tỷ số tới khi trọng tài thổi còi kết thúc S phút đầu tiên. Ngay đầu hiệp Y, từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ U Việt Nam đánh đầu cận thành đưa bóng vào xa. U Nhật Bản ra tăng sức ép lên hàng phòng ngự U Việt Nam nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng họ không làm được điều mình muốn. Ở trận đấu này, thủ thành Xuân Tín chơi rất xuất sắc. Ở khoảng thời gian giữa hiệp Y, Hivi Cristiano Ronaldo có một vài sự thay đổi người nhằm ra cố cho hàng phòng ngự. Trong khi đó, U Nhật Bản không chấp nhận kết quả thua nên tạo ra sức ép cực lớn về phía khung thành thủ môn Xuân Tín. Phút S, Hoa Xuân Tín cản phá thành công cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc của cầu thủ U Nhật Bản. Trận đấu trôi về những phút cuối và chiến thắng ở rất gần với U Việt Nam. Trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, U Việt Nam thắng U Nhật Bản. Một chiến thắng tạo nên cơn địa trận thứ y của thầy trò Hivi Cristiano Ronaldo tại giải. Như vậy, U Việt Nam kết thúc giải giao hữu U Quốc tế Peace Cup Golf với y trận thua trước Trung Quốc, thắng Uzbekistan, thắng Nhật Bản. Với kết quả này, U Việt Nam giành ngôi Á quân Meko cùng y điểm với U Trung Quốc, nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bay. Đội hình xuất phát U Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Văn Khánh, Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thái Hòa, Đầu Hồng Phong, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Bách, Phạm Duy Long, Nguyễn Thiên Phú. Huấn luyện viên Brazil viết tâm thư xúc động, tiết lộ lý do tuyển trẻ Việt Nam thắng liên tiếp Uzbekistan và Nhật Bản tại Trung Quốc. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo viết tâm thư sau khi cùng U16 Việt Nam thắng U16 Nhật Bản. Tối ngày 20 tháng 8, U16 Việt Nam thắng U16 Nhật Bản 1-0 tại giải U16 quốc tế Peace Cup 2024 nhờ bàn thắng của Nguyễn Văn Bách ở phút 16. Với 6 điểm có được sau chiến thắng 3-0 trước U16 Uzbekistan và 1-0 trước U16 Nhật Bản, đội tuyển U16 Việt Nam kết thúc giải U16 quốc tế Peace Cup 2024 ở vị trí Á quân. Ngôi vô địch thuộc về U16 Trung Quốc sau chiến thắng 2-1 trước U16 Uzbekistan ở lượt trận cuối, qua đó xếp trên U16 Việt Nam nhờ chỉ số phụ. Sau trận đấu, huấn luyện viên của U16 Việt Nam, ông Cristiano Ronaldo viết tâm thư trên trang Facebook cá nhân, mang trình diễn ngoạn mục của các chàng trai chiến binh của tôi. Trận đấu đầu tiên với chúng tôi có nhiều khó khăn bởi toàn đội chỉ có một ngày nghỉ ngơi, sau một ngày di chuyển và có thời gian ngắn thích nghi với mặt sân. Chúng tôi thua trận ra quân nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức và đạt được những gì đã đề ra trong kế hoạch. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nói về trận thua 0-4 của U16 Việt Nam trước U16 Trung Quốc tại trận ra quân giải U16 quốc tế Peace Cup 2024. Gác lại trận thua trước chủ nhà, U16 Việt Nam sau đó thắng 3-0 U16 Uzbekistan ở trận thứ hai tại Peace Cup 2024. Đến trận thứ hai, các chàng trai chiến binh của tôi được nghỉ ngơi tốt hơn, thích nghi hơn với sân cỏ. Chúng tôi đã giành chiến thắng trước đội bóng đến từ một nền bóng đá mạnh của châu Á, huấn luyện viên Ronaldo viết. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nói về chiến thắng trước U16 Nhật Bản, trận đấu thứ ba, tôi không biết dùng từ ngữ nào để mô tả thái độ của các cầu thủ. Họ thật tuyệt vời. Đây là chiến thắng lớn lao trước một đội bóng mạnh khác đến từ cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á. Huấn luyện viên Ronaldo gửi lời cảm ơn VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đầu tiên. Tôi muốn cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, vì lời mời dẫn dắt U16 Việt Nam. Tôi đã trải qua 20 ngày ngoạn mục. Họ đã làm mọi thứ hoàn hảo để mang đến điều tốt nhất cho các vận động viên. Cảm ơn ban huấn luyện của tôi, những người luôn làm mọi thứ để đảm bảo tôi bình tĩnh và chỉ tập trung vào các cầu thủ của mình. Cảm ơn các con và vợ tôi vì luôn bên cạnh và ủng hộ mọi lúc.
Hai ngày nữa gia đình chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ có 15 ngày đặc biệt ở Bồ Đào Nha. Ông Cristiano Ronaldo sinh năm 1976, quốc tịch Brazil, được biết đến là cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội và được đánh giá góp phần quan trọng trong hai lần đăng quang ngôi vô địch V-League của đội bóng thủ đô giai đoạn 2009-2013. Sau khi giải nghệ, ông Cristiano Ronaldo đầu tư vào sự nghiệp làm huấn luyện viên và sớm hoàn thành khóa huấn luyện viên bằng C, ASC do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức năm 2014. Sau đó, ông Cristiano Ronaldo tiếp tục trau dồi chuyên môn thông qua các khóa đào tạo huấn luyện viên bằng C, B, A của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA từ 2017 đến 2023. Trong giai đoạn theo đuổi các khóa học, ông Cristiano Ronaldo được tín nhiệm tham gia hoặc phụ trách công tác đào tạo trẻ các lứa tuổi, từ U9 đến U19 tại các câu lạc bộ của Bồ Đào Nha, Luxembourg. Tại Việt Nam, ông Cristiano Ronaldo từng đảm nhiệm vị trí trợ lý huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ BKMX Bình Dương năm 2021, huấn luyện viên trưởng đội U15 Hà Nội năm 2023 và gần đây nhất là dẫn dắt U17 Hà Nội xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải vô địch U17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2024. Bên cạnh đó, trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U16 Việt Nam, ông Cristiano Ronaldo cũng đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển U16 Việt Nam trong giai đoạn tập trung đợt 1 của năm 2024.